Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 6, tại nhà văn hóa Bản Lát, xã Tam Trung, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, đơn vị bầu cử xã Tam Trung, gồm các ông Triệu Minh Siết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Lê Thanh Hải, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, bà Hà Thị Thủy, Phó trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân huyện, bà Lò Thị Thiết, trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện, đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 6 với cử tri xã Tam Trung. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước, thông báo tới cử tri xã Tam Trung kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 5 tháng đầu năm 2024. Sau khi nghe các báo cáo của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, cử tri xã Tam Trung đều đồng tình nhất trí, bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời thể hiện sự tin tưởng vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đưa huyện ngày càng phát triển, đưa đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri xã Tam Trung đã kiến nghị đến tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện một số nội dung như: cử tri Bản Lát đề nghị huyện xem xét và có biện pháp xử lý đối với việc đổ thải ra suối của bãi đá Trung Nguyên gây ảnh hưởng đến môi trường, đề nghị cho dân được di giãn ra nơi ở mới, đề nghị hỗ trợ nước sạch để sinh hoạt cho gần 20 hộ dân. Cử tri Bản Cân đề nghị huyện hỗ trợ xây dựng tường kè chống sạt nhà văn hóa bản. Cử tri Bản Suối Phái đề nghị huyện hỗ trợ làm lại nhà văn hóa bản. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, ông Triệu Minh Siết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đã ghi nhận và giải trình một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của xã, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện yêu cầu lãnh đạo xã Tam Trung có trách nhiệm làm rõ các vấn đề để giải trình cho cử tri. Các ý kiến kiến nghị vượt thẩm quyền, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện ghi nhận và sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét trả lời với cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau. Ông đề nghị trong thời gian tới, cử tri trên địa bàn xã Tam Trung tiếp tục giám sát hoạt động của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, tiếp tục ủng hộ các đại biểu cũng như đề đạt các ý kiến đề xuất để xây dựng huyện ngày càng phát triển hơn.